mỗi độ xuân về, lòng người dân Việt lại rộn ràng đón Tết. Tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh chẳng may bị bệnh tật phải nằm viện, không được may mắn sum họp với gia đình khi xuân về. Họ phải nằm viện để điều trị. Cũng vì lẽ đó mà hôm nay, ngày 28 Tết, chúng tôi cùng đồng hành với Đại Đức Thích Tuệ Kiên thăm và phát quà Tết cho những bệnh nhân điều trị tại khoa phòng Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Nay là ngày 27 Tết thì cũng có một cái nhân viên là đến ngay cái khoa phỏng để mình làm từ thiện, mình lì xì Tết cho những người bệnh nhân cái khoa phỏng này, là họ kém may mắn rồi họ không được về quê ăn Tết. Đó là cái nỗi buồn, ai người ta cũng muốn về quê để đoàn tụ cùng với gia đình để ăn Tết, nhưng mà vì mất một cái căn bệnh rồi vì những cái tai nạn mà nó không đáng tiếc để không được về quê ăn Tết, đó là cái sự đáng buồn. Thì thầy cũng với các nhóm thiện nguyện cũng đến chia sẻ những cái nỗi niềm mà cũng cùng đồng cảm và gửi cái lời chúc sức khỏe sâu sắc nhất tất cả các bệnh nhân khoa phỏng này, để cho họ được vươn lên và đem theo cái gieo duyên của Đức Phật, để cho họ biết rằng Đạo Phật luôn quan tâm đến họ và để họ được niệm Phật, để cho cái nghiệp của họ được tiêu giảm và căn bệnh của họ được mau được hết để được về với gia đình. Thì thầy cũng xin thay mặt là cái trường hợp này nó rất là nặng, cũng bị phỏng xăng ở Bến Tre. Đó là cái niềm đáng mà đau lòng. Cuộc đời của chúng ta, cái nhung nhang của chúng ta là quan trọng nhất, nhưng mà vì một cái cơ duyên, một cái tai nạn không đáng tiếc và đã hủy hoại hết cái dung nhang. Đó là một cái nỗi buồn nhất của một cuộc đời của con người. Nhưng mà đối với thầy, thầy được đồng cảm với họ và luôn chia sẻ, và thầy ước mong rằng thầy cũng sẽ có cái cánh tay dài hơn nữa để luôn luôn giúp cho cái khoa phỏng này, để được chia sẻ những cái may mắn của mình đến mọi người, để cho họ được về, được chữa trị cho mau để được về. Có những cái ca rất là nghèo, không có tiền chữa trị, phải nằm ở đây, rồi cái chi phí mà phẫu thuật ở đây rất là cao. Thì mong rằng tất cả các mạnh thường quân, những người xem hãy gieo duyên hết lòng với khoa phỏng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuối năm thì cũng đến đây để lì xì Tết, cũng tặng quà, gieo duyên với họ để họ được vui với trong cái bệnh viện Chợ Rẫy này. Xin chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Ngài luôn gia hộ cho tất cả các anh em ở đây, các Phật tử ở đây được có được cái sự may mắn phép màu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng như thế Ngài hóa độ cho tất cả chúng sanh ở đây được thoát ra cái khổ, cái căn bệnh này, để họ sớm được về nhà. Nam mô Đại Từ Đại Bi Trầm Thinh Quốc Hộ của Ngài Linh Ứng Linh Cảm hóa độ Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Con u tối, đừng rời xa.
trong lòng con bình tâm sáng trí. Mẹ hiền quang Thế Âm, mẹ hiền quang Thế Âm, nguyện lớn của người cứu khổ độ đời chúng. Sen vàng nghe lời kinh giang dòng muôn phương, lời Quán Thế Âm dẫn bước lối con đi. Con vô minh có mẹ hiền soi sáng, mẹ đưa con về đến bờ bên giáp bình. Bình an.